cái tính năng khóa remote điều khiển từ xa thì không thể thiếu đối với dòng xe điện thế hệ mới bây giờ rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ấn remote điều khiển từ xa, chiếc xe được bật ấn nút passing và chiếc xe sẽ ra. Xe đi êm và rất là đầm nha mọi người nhé, xe đi rất là đầm luôn. Đấy, dòng xe này đi mọi người vẫn nên đội mũ bảo hiểm mà để an toàn nhé. Đấy, khi mua xe của Mạnh Phát thì chúng ta sẽ được tặng miễn phí cái đó. Đây, mọi người nhìn này, giảm xóc, xe rất là êm nhá, rất là êm, đi rất là sướng. Và khi mà ngồi chiếc xe này, cá nhân như mình đây, nặng gần 70 cân, cao 1m73 ngồi chiếc xe này. Đấy, xe này ngồi rất là thoáng nha, và gầm cao, mọi người lên vỉa hè với mọi người không bao giờ sợ ấy, đi thích lắm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Điện Mạnh Phát. Ngày hôm nay đây, Mạnh Phát rất là vui khi thông báo với mọi người là phiên bản DK Samurai thế hệ thứ 4 đã chính thức ra mắt với cực kỳ nhiều những cải tiến và cực kỳ những thứ hay ho. Và ngày hôm nay Mạnh Phát rất là muốn chia sẻ với anh em về những cái hay ho mà chiếc DK Samurai này mang đến cho mọi người. Nếu như anh em chọn ra một cái mẫu xe mà trong tầm giá dưới X-Men, tức là ý Mạnh Phát nói là dưới 16 tuổi chúng ta có thể đi được, mà nhìn nó chiến, nó ngầu nhất, thì Mạnh Phát khẳng định với anh em là chiếc DK Samurai 4 này nó đang là vị trí độc tôn luôn. Tức là sao? Tức là dành cho học sinh đi học và có bàn đạp nhưng mà phải chiến, phải ngầu, thì em nó chính là số 1. Vậy thì em nó đang có những cái gì, đang có những tính năng gì và chất lượng nó ra sao mà Mạnh Phát lại nói như vậy? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đập vào mắt ngay lập tức, đó là một bộ tem đời mới nhìn cực kỳ bắt mắt luôn. Đây, anh sẽ quay cho mọi người xem này. Đây, Samurai này, đúng hình chiến binh chưa, ninja của Nhật Bản chưa, anh em thấy chưa? Đấy, đây bộ tem mới hoàn toàn, nhìn cực kỳ cứng cáp nhá. Mặc dù em này màu trắng nhưng vẫn toát lên những khí chất rất là hay. Đây, Samurai. Đấy, bộ tem rất là đẹp, Mạnh Phát cũng cực kỳ thích với bộ tem này. Cái thứ hai đó là về mặt đằng trước chúng ta có một cái bộ đèn cực kỳ nét. Đây anh em nhìn đi, đèn quá nét. Đấy, nhìn và cốt bên trong, bộ đèn như một chiến binh luôn. Anh em nhìn cái đầu này, anh em có thấy giống giống em siêu nhân Gao không? Không biết các bé bây giờ có biết siêu nhân Gao không, nhưng mà thế hệ của các anh ngày xưa là những cái năm 2000 lẻ mấy là xem siêu nhân Gao, thì cái mặt này là cực kỳ giống luôn. Đấy, hay là đằng trước này, cái cốp chỉ có Samurai họ làm được cái cốp như này. Samurai với lại cáp A của DK Bike đang là độc tôn ở trong cái phân khúc xe cao cấp này, còn những hãng khác toàn là hàng giá rẻ, xe được đầu tư thì Mạnh Phát không nói đến nhá. Đấy, tuy nhiên là nếu mà nói về cái kiểu dáng ấy, thì các ba họ đi theo lối mòn, tức là họ mỗi một kiểu dáng họ thay đổi gần như năm này qua năm khác, không có biến đổi. Nhưng mà Samurai thì khác, họ thay đổi, họ thay đổi từng thứ từng ngày và họ nâng cấp từng ngày, nó khiến cho chiếc xe nhìn nó phong cách hơn, nó tạo nên cái chất riêng hơn và cá tính hơn nhá. Đây mọi người nhìn này, đằng trước xe được trang bị một cái phanh đĩa này. Đấy, khá là hịn hò, và đặc biệt là duy nhất trong phân khúc thì chiếc Samurai được trang bị bánh to hơn cho chiếc xe đi đầm hơn nhá. Đấy, đầm hơn. Bánh này là bánh bằng với kích cỡ của Ninja, to hơn bánh so với dòng cấp A nhá và dòng Samurai thế hệ trước. Đấy, bánh nó to hơn và lốp đời mới này là lốp không xăm nhá. Trước là thế hệ trước là toàn lốp khó có xăm thôi. Thế hệ này nó trang bị là lốp không xăm. Cái tiếp theo của chiếc Samurai là cái mặt đồng hồ này được thiết kế cực kỳ đẹp với một cái màu này, mọi người nhìn này. Đấy, cái màu nhá, nhìn rất là nét, vừa có chức năng là che chói, che nắng này, vừa chức năng điểm tim. Nhìn cái mặt đằng trước thì nó đẹp hơn, nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đây, xin mời anh em quay vào cái mặt đồng hồ. Đây, anh giờ sẽ quay cái mặt đồng hồ cho mọi người xem nhé. Mặt đồng hồ của xe được thiết kế cực kỳ đẹp và gần như là đẹp nhất phân khúc luôn. Có nút P này, đây chúng ta ấn nút passing. Đấy, số được hiện trên mặt đồng hồ luôn. Đây mọi người nhìn nhé, model này,
Đấy, 1, 2 và 3 này, hiển thị cả độ C luôn này, tốc độ này, quãng đường đi được này, phần trăm pin đây là 100 nhá. Đấy. Mẫu xe này là một trong những mẫu xe được làm cao cấp nhất của DK, khẳng định mặc dù chỉ là xe đạp điện thôi nhưng mà cực kỳ hoàn thiện. Đấy. Cái tiếng xi nhan nghe cũng rất là bắt tai, nó là tiếng xi nhan kiểu tần số cao, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh cơ. Đấy. Cảm giác xe đi đầm rất là chắc nhá. Cái phần để chân thì đối với dòng Samurai này nó đã được thiết kế rộng, mọi người để thoải mái nhé. Có bàn đạp và dòng Samurai này đạp được nhé. Cái phần đạp của nó được thiết kế chắc chắn hơn những dòng Ninja rất nhiều, và dòng Samurai này là dòng đạp được nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ thử cho mọi người xem đạp được. Đấy, phát đình chính cho anh em là sẽ đạp được nhé. Đấy, bàn đạp này không phải để làm cảnh nữa mà đạp được. Đây, đạp được và thiết kế rất là chắc nhé. Rất là hay nhá anh em nhá. Có trợ lực. Đấy, đạp được và có trợ lực nhá. Tại vì sao mình phát lại biết thì đây, mình phát quay lại cho mọi người xem này. Đấy, không ga nhá mà đang có tiếng chạy này. Đấy, có chế độ đạp trợ lực luôn. Đấy, chế độ này rất là hay, bởi vì khi xe gần hết điện chúng ta đạp kiểu này thì nó vừa đỡ mệt mà lại còn về được đến nhà. Đấy. Đằng sau thì cái yên thiết kế khá là dài, giúp cho ngồi được hai người này, ngồi được hai người nha anh em nhé. Đây, bạn ngồi sau thì sẽ để chân ở đây. Xe được thiết kế hai giảm sóc sau. Là dạng rất là êm nhá. Dòng các bạn nổi tiếng là dòng xe đi cực kỳ êm. Có một chi tiết rất là đặc biệt ở cái chiếc DK Samurai mà nói riêng và chiếc Kama hay ở Ninja nói chung, đó là đa phần anh em đều không biết chỗ sạc. Ai biết chỗ sạc con này comment cho Mạnh Phát biết nhé. Còn mà ai mà chưa biết nữa thì đây, Mạnh Phát sẽ chỉ cho mọi người. Chỗ sạc nó nằm ở đây. Đấy, cực kỳ hiểm đúng không ạ? Rất là nhiều người không biết là cái chỗ sạc của con DK Samurai nó ở chỗ nào. Đây nhá, anh em nhìn chưa? Đây. Đấy, cực kỳ bí mật. Đây, động cơ của chiếc DK Samurai đây mọi người nhìn này, động cơ được làm chống nước nhá. Đó là động cơ chống nước, và theo như động cơ nó ghi là 200W nhưng Mạnh Phát nghĩ là hơn, chắc nó phải rơi tầm 350W. Tại vì sao nó ghi 200W này? Bởi vì là xe này sẽ không phải đăng ký và có bàn đạp. Đấy. Tốc độ tối đa của chiếc xe này là bao nhiêu Mạnh Phát sẽ test cho mọi người luôn. Đây chúng ta sẽ quay vào gần vào đồng hồ này. Tốc độ của nó khi không có tải là đạt 43 km/h, có tải và con này vẫn phải đi được tầm khoảng độ 38. Đấy. Nói chung là DK Samurai này sẽ đi nhanh hơn so với các A nhé. Các A chậm. Các bà chậm. Đây, mọi người nhìn này, đằng sau. Cái đèn đằng sau của con Samurai cũng là một điểm cộng cực kỳ cao nhá. Ngày những chiếc xe khác thì nó có cái xi nhan lòi ở đây nó xấu mà đi nó hay bị gãy. Đây, con này nó tích hợp ở đây luôn này, mọi người nhìn này. Đấy, một cái điểm cộng. Xứng đáng một cái điểm cộng luôn. Đấy, và cái đít này làm cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, rất là đẹp và nhìn nó rất là hầm hố ấy. Rất là hầm hố. Đây là cái phần chắn bùn sau thì không có gì, không có gì. Đấy, lốp sau cũng là lốp không sau, không xăm nhá. Phanh là phanh cơ mà xanh rồi. Má phanh này giống má phanh của 133, chúng ta thay ở những cái quán xe bình thường đều có nhá. Đấy, chân chống được làm cực kỳ chắc này, chân chống bằng nhôm. Có một cái hay của con Samurai này và rất nhiều người thích, đó là dòng xe đạp điện chạy bình nhỏ 48V 12Ah, và đặc biệt bình nó có thể tháo rời nhá mọi người nhá. Đây, chúng ta chỉ cần rút cái rắc này ra thôi và chúng ta dễ dàng tháo cái bộ bình này ra. Đấy, và mang lên trên nhà sạc cái bộ bình này, nó nặng vào đâu đó khoảng 16-17 cân. Chúng ta hoàn toàn thể xách và mang lên trên nhà để sạc được và mang xuống. Nhưng mà hiện tại thì chung cư bây giờ đều có những cái chỗ riêng để cho xe điện, và xe điện bây giờ cũng cực kỳ phát triển. Chính vì vậy khi mà chúng ta mua chiếc DK Samurai này thì chúng ta có thể cắm sạc trực tiếp luôn ở dưới thầm chung cư. Đấy, đây thì cái cốp trước của xe có sổ bảo hành chính hãng này, có đôi bàn đạp, và bàn đạp của Samurai cũng được thiết kế cực kỳ xịn sò nhá. Đấy, bàn đạp này là bằng, có cả bằng nhôm trên bàn đạp luôn. Chúng ta một cái biển của DK Bike và một cái sổ bảo hành toàn quốc đối với tất cả những bàn sóc ở DK Bike, mọi người sẽ đều nhận được bảo hành. Thông tin khách hàng đầy đủ này, chế độ bảo hành, hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Ngoài đọc sổ thì chúng ta có thể lên trên kênh của Mạnh Phát để xem những cái video hướng dẫn về sử dụng xe này, những cái mẹo hay về xe điện nhá. Đấy, rất là những thông tin hữu ích này. Đấy. Nhìn tổng qua thì như Mạnh Phát nói, một chiến binh chính thức, một Ninja của Nhật Bản, một trong những chiếc xe mà mang lại cái kiểu dáng quá hầm hố luôn ạ. Tốc độ tối đa như Mạnh Phát vừa test cho mọi người là không tải được 43 cây và có tải nó khoảng 38 km/h. Đối với dòng xe này chúng ta nếu mà không sử dụng bàn đạp, chúng ta sẽ đi được khoảng 40-50 cây một lần sạc. Và nếu mà sử dụng bàn đạp thì sẽ nhanh hơn, là sẽ đi được xa hơn nữa nhá mọi người nhé. Và xe đi rất là êm. Và đặc biệt là chắc chắn rồi, cái tính năng khóa remote điều khiển từ xa thì không thể thiếu đối với dòng xe điện hệ mới bây giờ rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ấn remote điều khiển từ xa, chiếc xe được bật ấn nút passing và chiếc xe sẽ ra. Xe đi êm và rất là đầm nha mọi người nhé. Xe đi rất là đầm luôn. Đấy. Dòng xe này đi mọi người vẫn nên đội mũ bảo hiểm và để an toàn nhé. Khi mua xe của Mạnh Phát thì chúng ta sẽ được tặng miễn phí cái đó. Đây, mọi người nhìn này, giảm sóc xe rất là êm nhé. Rất là êm.
đi rất là sướng. Và khi mà ngồi chiếc xe này, cá nhân như mình đây, nặng gần 70 cân, cao 1m73, ngồi chiếc xe này. Đấy, xe này ngồi rất là thoáng nha, và gầm cao, mọi người lên vỉa hè với mọi người không bao giờ sợ ấy, đi thích lắm. Mỗi tội là đắt nhưng mà nó sắt ra miếng anh em ạ. Anh em nếu mà thoạt nghe cái xe này bao nhiêu tiền, anh em đôi khi lại giật mình ấy. Đây mọi người nhìn này, vỉa hè cao lên ngon lành luôn, không sợ là chạm gầm ấy. Nhà nào có dốc cao, và đặc biệt ấy, đối với các bạn ở trong Sài Gòn ấy, hay là trong những ấy thì hay bị thủy triều ngập nước ấy, thì con này nó là một lợi thế vô địch luôn. Bộ điều khiển nó nằm tận trên, con này đi mà ngập nước thì xe cứ đi bon bon luôn, chả phải sợ gì, gầm cao thoáng, không sợ bị ngập nước nhận đây.